Ô, con trai con đang làm cái gì ạ? Ô, con học bài hả? Nè, mẹ có một cái món quà để tặng cho con nè. Con có thích món quà của mẹ tặng không con trai? Mẹ có thể cho con đem lên trường được không? Được chứ con trai. Mẹ ơi, mẹ quên cái màn ở đâu vậy? Bạn con rất là thích. Đây nè con, ở phía sau của cái sản phẩm này nè là có tên công ty nè. Đây là một sản phẩm của công ty may xuất khẩu B Viking. À, là công ty Viking mà cô hay mà trong Facebook người ta hay nhắc tên tên hả mà? Đúng rồi con hay quá.